Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là bước đi quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để thực hiện tốt chương trình này, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp, thì việc huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các tầng lớp nhân dân là yếu tố then chốt. Sau đây, hãy cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Quảng Điền. Thôn Khuông Phò Đông là vùng thấp trũng của xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Trước đây, các tuyến đường trong thôn khá chật hẹp, dễ ngập úng khi mưa lũ, không thuận lợi cho việc đi lại buôn bán. Đầu năm 2024, tuyến đường dẫn về thôn được bê tông hóa với chiều dài gần 1 km, đã làm thay đổi bộ mặt làng quê. Để có được công trình trên, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp, cây trồng để mở rộng đường. Riêng gia đình chúng tôi thì cũng là chấp hành tốt các cái chủ trương, thứ nhất là đập thành để đưa vào để mà thực hiện tốt cái mặt bằng. Số cây cảnh thì cũng nói chung là cũng phá dỡ để đảm bảo được cái mặt bằng cho bà con thi công. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, theo kế hoạch năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động khoảng 7.600 tỷ đồng để thực hiện. Để đạt được mục tiêu này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó rất cần tiếp tục có sự đóng góp tích cực của người dân. Đường đi lối đi tới rất bà con đi lại là rất khó khăn. Vì mùa mưa là nước úng từ đoạn này mà ở về thầu dưới kia. Sau ba con trong xóm việc đứng ra ngoài xã việc đưa lên coi huyện có hỗ trợ xi măng vì trong ba con đóng góp thêm tiền để làm đường này nâng cấp lên để cho khang trang. Cũng cảm ơn nhà nước thiệt vì lúc trước là thấp thỏ dưới bà dưới sóng, nhưng mà khi mà đất thì cũng ở như rửa mà chứ mở rộng là đường cho toàn dân toàn ba con liên thôn liên xã chồng riêng chị ai, đó là cái khí thế chung. Việc vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới được các địa phương vận dụng linh hoạt với hình thức tuyên truyền vận động để người dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong việc xây dựng nông thôn mới, qua đó khơi dậy tinh thần tự giác tự nguyện của nhân dân hiến đất góp công góp của và thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Khi mà triển khai đường bị hẹp mà khi mở rộng ra đạt theo tiêu chuẩn thì nhân dân tự động là hiến cây, hiến tường rào, và hiến đất để mở rộng đường xóm. Qua vận động thì nhân dân là đồng lòng đóng góp tiền để mà bê tông đường giao thông nông thôn, và xã là hỗ trợ xi măng để bà con là nâng cấp đường cũng như là xây dựng mới đường và cũng như là làm mương thoát nước. Đa số là nhân dân đều đồng lòng và hưởng ứng cùng chung với xã để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Với cái sự đóng góp hiến đất mở đường và đóng góp tiền cũng như các cái vật chất liên quan thì đây phải nói rằng là được sự đồng lòng rất là lớn của người dân và thể hiện là sự ủng hộ của chủ trương lớn của Đảng ủy, của chính quyền trong việc là xây dựng phương hướng xuống đạt chuẩn văn minh đô thị. Có thể thấy rằng việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thành công nhất là chương trình đã thực sự đến được với người dân, vì người dân và đã thu hút được sự tham gia hưởng tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của người dân. Từ đó, những công trình nông thôn mới sẽ tiếp tục được nối dài để cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.